Xin chúc cho em nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc sống. Và xin chúc cho em máu BD sẽ đậm đà nhiều hơn. Trời ơi. Và chúc cho em thành công trên con đường công việc của em ha. Rồi và Hương Nam sẽ mang bánh xuống sâu cho bạn nha và gửi tặng bạn hai chiếc gấu. Bây giờ nè, chị hỏi thăm em nè, tại sao á mà lô tôi Hương Nam á lại tặng em hai con gấu mà không là tặng em một con đố em? Tại chưa có người yêu á. Không phải, đây là hai con gấu đồng tính. Trời ơi, biết lòng tính hay vậy, nhìn biết liền không ạ? Biết, nhưng mà nói giỡn cho thôi, tặng cái gì cũng phải có cặp có đôi ha. Thay vì em thành công một chuyện, em được tặng thêm cái thành công nữa là gọi là thành công hai chuyện nha. Em có được chị Minh Minh Trung mới là thành công. Đúng rồi. Trời ơi, sẵn đây tặng Phúc Sang một câu thơ nè. Nè, Phúc cho lên, chúc cho Phúc Sang luôn luôn bình an. Muốn làm gì làm ngoài lan can nha. Được rồi. Không, lan can thoải mái mát mẻ, em làm ngoài đó đi. Chị cũng thấy mà mấy chị em mình Âu gì? Audition. Âu tu phải không? Âu đó. Ê, cái gì vậy? Tại vì Âu đó. Rồi, bây giờ cảm ơn Phú Sang nha. Và Hương Nam sẽ mang bánh xuống cho bạn sau. Rồi, chúc mừng sinh nhật. Má Quyên hỏi chị em ăn gì dưới và vừa nghe cái từ đó cười dưới quá trời kìa. Bữa đi ra ngoài kia kìa má, gặp má áo đỏ má. Ở đâu? Ở nào? Áo đỏ, má áo đỏ cắt ở đợt kết này má. Áo đỏ là bùi sậy. Bùi sậy. Nắp sậy. Còn bà biết áo xám không? Áo xám sao? Áo xám đằng sau Vách Thành. Ở đâu? Thành nào? Vách Thành laser. Ôi trời đất ơi, hèn chi anh bị kiến cắn. Còn cái anh mà áo đen biết ở đâu không? Ở đâu chị? Nắp hầm quận 2. Trời ơi. Hôm bữa chị em kể gì nghe, con Khải nó tấp vô công viên gia đình đó chị. Làm cái gì? Nó tấp với anh áo đỏ đó. Không biết á, sai gì á mà quỳ xuống xin lỗi ảnh quá trời trong bóng tối luôn. Nói Khải ơi sao vậy Khải? Khải nó Khải nó bị câm á chị. Trời ơi, không phải. Không có. Nó vừa quỳ nó xin lỗi, nó nghẹn lòng nó khóc. Trời ơi, chứ không phải nó câm đâu má ơi. Nó nghẹn lòng. Dễ dễ cho này em ơi. Anh ơi, anh em có lỗi anh, để tối nay em quỳ xin lỗi anh nha. Ông bắt ông nha. Làm liền. Hả? Làm liền. Không được, bà nội ơi, cái gì mà quỳ giữa đường giữa xá, người ta tưởng mình có lỗi nhiều lắm. Không, áo đo đó vậy đó. Rồi có anh nào mà cần tụi em tối nay xin lỗi không mà? Có thể họ má mới bó mà kêu tao xin lỗi má đâu có được. Trời ơi chán dễ sợ. Không có được. Bà bây nội giờ, ơi. Bây giờ ăn thịt đầm loại luôn hay sao quá. Xu bé ơi. Tự nhiên chị bé. Cái nào giỡn cái giỡn, tự nhiên chị lộ gì chị lấy bót kỳ lắm. Ai mà chị lấy không được. Ai? Không được bà nội. Thôi bây giờ nè quý vị, mày nói giỡn giỡn cà gỡn hoài, Bảo nghe Bảo ghen đó nha. Bảo nào? Trời ơi, Bảo trong đoàn Hương Nam. Trời ơi, chị không có sĩ diện hả? Sĩ diện vậy má. Trời ơi, người ta ở với Nguyễn Trung hai năm mấy nay rồi. Trời ơi, nó nghe nè má, bề ngoài là tôi nhường cho thằng Trung thôi. Chứ thực sự Bảo rất là thương tao. Chị bao nhiêu tuổi? Trời ơi, năm nay tao 40 mấy tuổi à. Chị lớn hơn anh Bảo 21 tuổi. 21 thôi má, đúng 21 là cái tuổi đó, là tuổi gì? Tuổi cầu bông. Nè, bây giờ bà nói rõ ràng đúng không? Bà nói thương Bảo, Bảo thương bà đúng không? Đúng rồi. Tôi kêu Bảo đối chứng, bà chịu không? Bà mặc lời. Kêu đối chứng đi. Anh Bảo, anh Bảo ơi, ra đây nói chuyện với mặt một lời nè. Anh có thương Thi thiệt không? Chứ Bảo lên đây. Bảo luôn mới biết. Bây giờ mình nói chuyện nha, phải có ba mặt một lời. Đúng vậy. Chứ bây giờ nói chuyện mà có một người á, không có cãi lời hai cái miệng rõ của bà đàng, đâu. Nè, bây giờ anh nói đàng hoàng đi, cho cái ba mặt một lời nè, anh nói đi. Bảo ra đây, Bảo đứng nè Bảo, đừng có ngại. Bây giờ đợi Bảo đi, bà đợi từ từ cái đã. Bây giờ nè, Bảo nghe các Thi nói nè, Bảo cứ mạnh dạn ra đi, Bảo cứ nói là Bảo thương các Thi, rồi Bảo coi các Thi là cái gì, chứ nó nói thẳng cho mấy bà BD này nó nghe được đi. Chứ không thôi nó đến đây nó khi dễ các Thi, là nói Bảo với các Thi á là không có tình ý gì với nhau chứ. Nhưng mà ý là nãy giờ Thi bị ăn hiếp đúng không? Chứ sao? Là tụi em ăn hiếp Thi đúng không? Không, bây giờ anh phải nói là anh có yêu bà, anh có yêu bà Thi hay không? Tất nhiên là yêu rồi. Trời ơi. Mày nghe. Nhưng mà mày em ăn hiếp đúng không? Ừ. Em ăn hiếp mẹ anh đúng không? Trời ơi. Cái quần đó chị, đội cái gì? Mẹ. Anh mà không được. Nói gì kỳ khôi quá bà. Anh Bảo nói này là cái gì của anh? Mẹ anh. Sai. Bà Hảo nói vậy chứ bà không lẽ bà không thương Thi. Đưa đây. Nè, vô đây nè. Thôi, mọi thứ là cái lỗi trên đời thuộc về các Thi. Vô đây các Thi quỳ xin lỗi chứ. Ê. Bà đi đâu rồi đây? Bà khô quá ha. Cái gì? Bây giờ bà muốn quỳ xin lỗi phải không? Thì mình có lỗi. Để tôi quỳ cho bà. Thôi khỏi. Mày ẩu rồi đó. Nói nghe nè má. Thành cây đinh dù á má. Trời ơi. Hỏi bà bắt đầu dò xuống. Trời ơi. Mày lẹ quá. Bà muốn để tôi quỳ. Lúc này nó mạnh quá chị ha. Mày lẹ quá. Dẻ luôn. Rồi Hồng Thức còn một dẻ chót luôn à. Rồi Hồng Thức ơi. Tối nay Khải quỳ xin lỗi dẻ luôn. Xu gì đỏ. Đi nè, vé cho bộ Hữu Thuấn nè. Ai? Nè, nè. Ủa nó lộ quá vậy? Hồi nãy nút lưỡi Hữu Thuấn mà. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Dâu ba con. Thiệt.
Trời ơi, cái gì nó quan hệ ấp bình á. Giờ này chưa có đánh răng uống lưỡi sớm vậy. Xô gì ra mây gì ra mấy gì ra mây gì ra mây gì ra mây gì ra mấy gì ra mây gì ra ngày mai tôi sẽ cố quên người cho dù anh có quay về đây ngày mai tôi sẽ rời xa anh dù anh còn yêu tôi bạc trắng như vôi tình đời. Trời ơi, màu đen hát cho cuộc hát nhạc giọng mà hát giọng miền Tây luôn á. Từ đây như mặt trăng cặp cơn giông bão. Ôi ôi giông bão, ta là bồ đi hớt ta làm lại à nghiêng, ta là bồ đi hớt ta làm lại à nghiêng. Chúng tôi đi đến đám môi bằng tâm ngày sau. Vì một người dương thế có đang hay không? Vì tình sẽ như thế ta lại buồn phiền. Vì một người dương thế tên nước mắt cứ à nghe. Chắc là tại vì tôi không yêu như à nghe. Mau yêu mau quên như bông bóng bay à nghe. Trời ơi trời, 29 à mấy chị ra mấy chị ra cái mấy chị ra mẹ nói với anh mẹ rất thương em. Chị gì chị thấy rất thương vì em đến nàn. Bảo cứ nói đi thì đứng đây. Mẹ nói với anh mẹ hết thương em vì em cứ lo ăn nhậu đêm ngày. Trời ơi, ý mẹ là em không có nhậu đâu. Mong anh tìm nàng dâu mới ngày người qua mỗi mai thành đôi. Để thi quỳ xuống chứ. Ủa sao vậy? Sao mọi người cản vậy? Cái gì? Lỗi của chị là ở em đấy, em xin lỗi nha Bảo. Mày nghèo quá. Mày xin lỗi anh Trung kìa. Rồi, Bảo ra xuống đi Bảo. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha. Hai tụi bay ở vui không? Sao kỳ vậy? Sao tụi em vui vẻ chị không muốn? Vô trọng, hai tụi bay muốn ăn mã không? Trung, lấy cây mã của em đưa cho chị. Ủa bây giờ nè Trung, thôi để em quyền xin lỗi chị nha. Ơi sao vậy? Nắm cây mã của chị. Đừng có quỳ bậy bạ. Bây giờ là Cương có lỗi chị phải không? Dạ. Chị xí xóa. Đúng rồi, đây là cây kiếm của Lê Cần phải không? Thượng Phương Bảo Kiếm. Nó tà đầu hay gì nè. Nó mòn hết trơn rồi chị. Bây giờ Cương đừng có giỡn mặt với chị. Dạ sao? Giỡn mặt với chị làm tớp chị đâm Cương. Trời ơi. Bảo, vô đây, lỗi tất cả mọi người ở đây để thi xin lỗi Bảo. Vô đây. Số gì ra, mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra. Ôi quá tuyệt vời, tụi mình là nhất trên đời. 21 ơi, 21 con 21. Không chấp nhận lời xin lỗi. Thôi để em xin lỗi chị. Thôi. Vậy chứ thật sự Cưng thấy mấy chị ở đây là riêng chị Minh Minh Trung nè. Cưng thấy chị Minh Minh Trung cái nét đẹp thì giữa Cưng với Minh Minh Trung ai đẹp? Ai, em với chị Minh Trung. Cái đó là phải tới dần khác chấm, sao em chấm được? Đúng rồi. Trung Miền. Rồi, giữa Minh Minh Trung với lại con Ma Cây thì quý vị nghĩ ai đẹp? Ai nghĩ Minh Minh Trung đẹp? Vỗ tay ạ. Khoan, bây giờ nói nè. Minh Minh Trung, vỗ tay lên quý vị. Lưa thưa, chắc hết thời rồi. Này là... Rồi, tới bây giờ người đẹp là... Người đẹp... Ma Cây. Ma Cây. Wow, nè. Chị á, ở đây tụi chị rất là công bằng với lại nhân viên. Hồi nãy chị tính không phải đi. Là tụi chị mình du lâu có mạng nhép đứa nhỏ. Thật sự. Kẹo. Mốt mày cố tay mày. Hồi nãy em tính chị tính dỗ cho Cưng rồi đó. Dạ. Đeo chứng nhận ngứa chết mày. Chán ghê nhận cho tới giờ. Rồi thôi bây nè, bây giờ nè nó giỡn vậy đó chứ Cưng có lời nào Cưng gửi tới khán giả có cái gì vui vui không? Cưng làm cho khán giả. Alo. 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 Rồi Cưng làm cái gì cho khán giả cười. Chị cái nút áo bé sức rồi chị ơi. Okay. Rồi ngay rồi, ngay rồi. Rồi thôi, bây giờ nè, Cưng có gì khán giả làm cái gì cho khán giả vui vui tí xíu không? Có, sổ số đi bà con ơi. Chưa. Nó em ruột của Thảo Duyên.